Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tình yêu ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em đã xem rất nhiều video của chị. Bây giờ cảm xúc trong em đang thực sự rất hỗn độn. Xin chị hãy cho em một lời khuyên ạ. Em đã lấy chồng Hàn và con em giờ được gần 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng em không được hạnh phúc. Chồng em suốt ngày uống rượu và mắng mỏ em, ngày nào cũng đi quán hát và thậm chí là ngủ cả với gái, khiến tinh thần em suy sụp nhiều. Có khi em đã nghĩ đến cái chết, nhưng may mắn em vẫn được mẹ đưa về nhà kịp. Và sau khi con em được 8 tháng, em bắt đầu làm giấy tờ. Trong khoảng 2 tháng sau thì em đã gặp người yêu em bây giờ. Vì hai đứa em làm cùng công ty, anh làm giám đốc và em làm phiên dịch. Bọn em yêu nhau cũng được gần nửa năm rồi. Em thì có gia đình, còn anh ý thì chưa. Trước khi yêu anh, em cảm nhận anh là một người thực sự ấm áp và tốt, luôn biết đối xử với mọi người. Nhưng trong khi em quen anh và chuyển về sống cùng anh, thì tính của anh mới bộc lộ ra. Anh luôn để ý những cái nhỏ nhặt, nhân viên làm sai, nhưng rồi lại đổ hết lên đầu em. Rồi anh ghen tuông một cách thái quá, đến nỗi cứ mỗi lần cãi nhau là lại đuổi em đi. Sau đó, những ngày sau suy nghĩ lại thì lại tìm đến em và mong em tha thứ. Hết lần này đến lần khác đều do anh quá để ý những việc nhỏ nhặt. Anh yêu em mà anh luôn nói với em rằng nếu yêu anh thì hãy giúp đỡ anh, cùng anh chăm chỉ và làm việc, không được lười biếng. Hãy tin ở anh và cùng anh nỗ lực, cùng anh cố gắng. Em là một người đã vấp ngã một lần và lại có con, nên em sống cũng rất biết điều. Em là phiên dịch thì em chỉ có phiên dịch thôi, nhưng vì yêu anh thì em đã làm tất cả mọi việc. Em có thể làm mà nhân viên làm được thì việc đó em cũng làm được. Cả ngày làm việc 10 tiếng đồng hồ. Sau khi làm việc xong thì em lao vào nấu nướng. Chưa bao giờ vì cãi nhau hay vì vấn đề gì mà em để anh ấy phải nhịn đói cả. Ăn cơm xong dọn dẹp rồi em lên nhà tắm và sửa. Và sau đó em nằm chơi Facebook hoặc xem TikTok và đợi anh ấy làm việc xong. Yêu anh, em chưa bao giờ đi ra ngoài tụ tập bạn bè ăn chơi gì cả. Nhưng em và anh ấy rất hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Gần đây là việc trong khi em làm việc thì phải dùng đến Facebook, nên thi thoảng có lướt qua bảng tin một chút. Anh đi qua và nhìn thấy thì tối đến anh bảo với em rằng: em biết hôm nay em dùng điện thoại nhiều lắm không? Em bảo em biết em sai, em xin lỗi. Mà anh lại bảo lời nói của em thái độ. Thế là em khóc, em tủi thân em lên phòng. Rồi anh lên gọi em dậy và chúng em cãi nhau. Anh lại mắng em những câu mắng thậm tệ. Rồi gần đây, chồng cũ của em có ý định muốn đòi quyền nuôi con, nên đã nhắn tin và uy hiếp em. Em có kể lại thì anh ý bảo em lừa dối anh, có gia đình mà vẫn quen anh. Nhưng em đã làm tờ giấy ly hôn gửi lên tòa án từ trước khi gặp anh. Nhưng chỉ vì ly hôn quốc tế và tranh chấp quyền nuôi con nên gần một năm nay chưa xong. Trước anh có hỏi em là làm xong ly hôn chưa, thì em có bảo là em làm xong hết giấy tờ rồi, giờ tranh chấp quyền nuôi con nữa. Mà anh nói là em lừa dối anh không bao giờ gặp người có gia đình. Rồi anh lại đuổi em đi. Cứ đuổi em được mấy ngày thì ông lại tìm em và xin lỗi, thậm chí khóc lóc. Em biết người đàn ông đó không xứng với em, nhưng em vẫn buồn nhiều lắm. Nếu anh ta lại đòi gặp em nữa, rồi khóc lóc van xin thì em nên làm thế nào và nói thế nào hả chị? Em không biết đó có phải là vì yêu em mà ghen như vậy không nữa, hay đó chỉ là lý do thôi. Nếu em gặp anh ý rồi ly hôn chồng thì anh ý có thể trách móc em. Nhưng em đã làm giấy tờ ly hôn rồi, giờ tòa đang xét xử. Xin chị hãy cho em một lời khuyên ạ. Em thân mến, rất là chia sẻ về cái hoàn cảnh của em, một cô gái đã từng bị đau khổ và thất bại trong một lần hôn nhân. Gặp phải một người đàn ông không tốt, đấy là cái sự bất hạnh của một cô gái. Và thực sự là đối với một cô gái mà đã từng bị đổ vỡ hôn nhân như thế, nó là cái sự tổn thương rất lớn đối với một người con gái. Mà trước khi em bước vào một mối quan hệ khác ấy, thì em cũng cần thận trọng hơn. Tức là em đã từng bị tổn thương, thì ở một mối quan hệ về sau này, người đàn ông đến sau trong cuộc đời của em ấy sẽ là một người đàn ông mà phải có bản lĩnh hơn rất nhiều so với những người đàn ông bình thường em ạ. Bởi vì những người đàn ông bình thường khác, người ta yêu một cô gái chưa có gia đình thì người ta chỉ cần là bình thường thôi. Thế nhưng là tại vì là yêu một cô gái đã từng bị tổn thương thì người ta phải bản lĩnh hơn rất nhiều, để không chỉ yêu em, không chỉ thương em mà còn thương con của em nữa.
Thế nhưng mà cái người đàn ông mà đến sau em đây thì chị có cảm giác như là anh ta thống trị hoàn toàn cái mối quan hệ này. Mà chị đã nói rồi, nếu như một mối quan hệ mà một người đàn ông hay một người phụ nữ cứ tìm cách thống trị cái mối quan hệ đấy thì nó sẽ không thể tồn tại được. Mà trong cái cuộc tình ấy, em phải biết là nó chỉ hạnh phúc khi cả hai phục vụ cho nhau, cả hai lắng nghe nhau và cả hai làm cho nhau hạnh phúc thôi. Nó phải là một mối quan hệ phục vụ cho nhau và làm cho nhau hạnh phúc thì đấy mới là một mối quan hệ nó sẽ bền vững và lâu dài. Còn mối quan hệ này, người đàn ông của em, anh ta thống trị cái mối quan hệ này, anh ta làm chủ cái mối quan hệ này. Có thể là cái sự làm chủ của anh ta nó bắt nguồn từ cái việc là anh ta là ông chủ ở trong công ty, và thế là anh ta mang cái sự ông chủ của anh ta về nhà. Nhưng em lại không biết cách xử lý tình huống và làm thế nào để cho anh ta biết được rằng anh ta cần phải đối xử với mình ra sao, và mình cứ chấp nhận. Bởi vì chị nghĩ rằng có thể là đôi khi em nghĩ rằng em là một người đã từng thất bại trong hôn nhân và em là một người rất biết điều, cho nên em cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng đó là cái sai lầm của em. Cái gì là quyền lợi đúng đắn của mình thì mình vẫn cứ phải đòi hỏi. Em ạ, anh này thì chị có cảm giác rằng anh ta luôn luôn đối xử với em như là boss, tức là một ông chủ của em, đòi hỏi em phải thế này thế kia, đúng không? Em là nhân viên thì chả lẽ là 24/24 em ở công ty của anh, em làm việc thì em không được phép lên Facebook một tí à, đúng không? Hơn nữa em lại là người yêu của anh nữa, hay là em cứ phải lúc nào em ở công ty là em cứ phải làm việc và không được có một tí giải trí nào, đúng không? Xong rồi lại còn những cái sai của những nhân viên khác cũng đổ lên đầu em. Em có biết tại sao anh ta đổ lên đầu em không? Bởi vì em cho phép anh ta đổ lên đầu em đấy. Tại vì em cứ nhún nhường và em ta đè đầu cưỡi cổ em. Em nên biết thế là em có giá trị của chính mình. Còn yêu anh ấy, cảm thấy phù hợp với nhau thì ở, mà không thì lựa đi. Chứ không phải là vì tôi đã từng là một người đổ vỡ trong hôn nhân thì là anh muốn đối xử với tôi như thế nào thì cũng được, là tôi cũng phải chịu. Người đàn ông này thì em có nói với chị là không biết là vì anh ta yêu nhiều quá nên anh ta ghen hay thế nào. Nói chung vì anh ta yêu nhiều hay anh ta yêu ích kỷ hay là vì lý do gì mà với tất cả những hành động của anh ta như thế thì nó chỉ chứng tỏ rằng anh ta là một người đàn ông quá ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi. Cái sự ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình của anh ta, nó do hai yếu tố tạo thành. Một là do anh ta là người như thế, hai là do em dung túng cho hành động và cái việc làm của anh ta dẫn đến anh ta trở thành một người như vậy. Chị trước đây có nghe kể về một nhân vật mà chị có thể không nhắc tên với em. Anh ấy là một người rất là tài giỏi, rất là giàu có, làm chủ của rất là nhiều công ty. Thì ban đầu anh ấy cũng có cái tính mà kiểu giống như người yêu của em, tức là quen làm chủ rồi, quen làm ông chủ rồi, nên về nhà bắt đầu ra lệnh cho vợ. Nhưng mà vợ anh ý thì lại là một người cực kỳ tài giỏi. Cô ấy biết cách đòi là quyền lợi cho mình, cô ấy làm chủ cuộc sống của mình. Nghĩa là lúc nào mà anh nói với em mà ngọt ngào, anh nói với em lịch sự, anh nói với em mà nó đầy đủ, có đầy đủ cái sự quan tâm ý, thì anh sẽ có được những thứ anh muốn. Chứ còn phải anh về nhà anh ra lệnh như là anh làm chủ của vợ thì không bao giờ vợ nghe. Chị ấy không bao giờ nghe khi mà anh ấy có thái độ của một ông chủ khi ở nhà. Và thế là anh ấy dần dần thay đổi cái cách mà anh ấy nói chuyện và giao tiếp với vợ. Tức là sẽ vợ ơi làm giúp anh cái này nhé, làm giúp anh cái kia nhé, vợ ơi hôm nay là giúp anh cái bộ quần áo này nhé. Chứ không bao giờ được cái phép là chỉ huy, à là ông chủ thì sẽ được phép nói thế này thế kia. Còn khi anh ta có giọng điệu của một ông chủ thì chị không bao giờ đáp ứng tất cả nhu cầu của anh ta. Đấy cái cách chị ý làm chủ và cách chị ý để cho người đàn ông kia hiểu rằng anh cần phải có những cái ứng xử đúng mực và chuẩn mực. Anh chàng này luôn luôn thống trị trong cái cuộc sống tình yêu của em. Anh ta cho phép mình được phép đòi hỏi em cái này kia mà em không phản ứng gì cả. Thì đấy là cái sai của mình. Một phần là cái sai của mình, cái thứ hai nữa cũng là do anh ta quá đáng nữa. Cho nên là chị nghĩ rằng anh ta đuổi em ra khỏi nhà, thực sự là có thể anh ta thống trị trong mối quan hệ nhưng nó cũng phải có giới hạn thôi. Anh ta đuổi em ra khỏi nhà quá nhiều lần rồi thì chị không nghĩ rằng nên tha thứ đâu. Người ta bảo quá tang ba bận, ba bận là nhiều lắm rồi. Bây giờ chị cũng không biết là em bị đuổi ra khỏi nhà bao nhiêu lần rồi nữa. Em có nghĩ rằng em đáng bị đối xử như thế không? Khoan hãy nói đến việc anh có vợ hay chưa, hay từng có vợ hay chưa, hay là em đã từng bị đổ vỡ một lần hôn nhân. Chúng ta đến với nhau là chúng ta bình đẳng. Còn nếu anh nghĩ rằng là anh chiếu cố đến tôi vì tôi đã có chồng, từng có chồng rồi mà anh vẫn yêu tôi và anh phải chiếu cố tôi, không cần cái sự chiếu cố đấy nhá. Vì em biết rằng em biết đến bước đến tình yêu, em mang đến rất nhiều giá trị cho anh ý. Đó là cái tình yêu chân thành, nó phải dựa trên cái nền tảng của sự bình đẳng, chứ không phải là vì anh chiếu cố không. Nếu anh nghĩ rằng anh chiếu cố tôi không cần cái tình yêu đấy nhá.
Em xứng đáng với một người đàn ông người ta trân trọng em, người ta tôn trọng em và người ta nâng niu chiều chuộng em, yêu thương em sau tất cả những đổ vỡ. Còn người đàn ông này thì chị nghĩ rằng anh ta cần phải chỉnh đốn lại, mà nhưng mà chị thực sự thấy khó để thay đổi. Vì nó kiểu như bản chất của anh ta vẽ tên rất nhiều lần rồi chứ không phải một lần như thế. Thì chị nghĩ rằng lần sau khi mà anh ta cứ đến và anh ta níu kéo rồi khóc lóc ấy, thì em cũng đừng tha thứ nữa. Em sống một mình, em độc lập tự do, em thoải mái nhá. Em làm chủ cái cuộc sống của mình. Chị nghĩ rằng như thế nó sẽ thoải mái hơn cho em, là em cứ để cho cái người đàn ông người ta quyết định cuộc sống của mình như thế. Còn cuộc sống của mình đã từng thất bại trong hôn nhân rồi, mình không thể nào bước sai một lần nữa. Em đừng bước sai lại một lần nữa để rồi lại phải một lần nữa làm giấy ly hôn rất là mệt. Em ạ, chị cảm thấy rằng cái người đàn ông này anh ta quá áp đặt em, coi em như công cụ để làm việc cho anh ta vậy. Phải làm việc chăm chỉ, bình thường như một người đàn ông khác á. Người ta biết thương yêu cái người phụ nữ của mình. Người phụ nữ của mình làm nhiều người ta còn cảm thấy xót. Người ta không muốn là em làm nhiều như thế, có việc gì để anh làm cho. Cái gì anh làm được để anh làm, anh không muốn em bị vất vả. Đấy mới là một người đàn ông mà người ta xứng đáng là một cái người mà chỗ dựa cho mình. Chứ còn người đàn ông này cứ thấy em gặp khó khăn, chưa bao giờ giải quyết những vấn đề khó khăn cho em, mà chỉ có trách móc em, cãi nhau với em thôi. Anh ta có tư cách gì để nói ra anh ta yêu em? Anh ta không hề yêu em, anh ta chỉ yêu một mình anh ta thôi. Cái gì vừa ý anh ta thì anh ta cái gì không vừa ý anh ta là anh ta cãi nhau với em. Đấy, đúng không? Anh ta muốn em phải làm việc cho anh ta thật là nhiều. Khi mà em gặp phải cái khó khăn đấy là người bị người chồng cũ đe dọa, anh ta không những không thể hiện rằng mình là người đàn ông thực thụ để bảo vệ em, để che chở cho em, mà anh ta lại còn cãi nhau với em và đuổi em đi nữa. Thực sự quá thất vọng về một người đàn ông như thế. Chị nghĩ rằng không có gì để nuối tiếc, và chính em cũng biết rằng anh ta không xứng đáng rồi. Cho nên chị nghĩ rằng có một cái mà mình phải sửa, đấy là cách đòi quyền lợi cho chính mình nhá. Mình phải bản lĩnh, mình phải làm chủ cuộc sống của mình, chứ mình không phụ thuộc vào ai cả. Chứ còn không bao giờ được phép để cho người đàn ông làm thủ lĩnh trong mối quan hệ của mình nhá. Tình yêu đấy là khi cả hai phục vụ cho nhau. Còn nếu anh không làm được điều đấy mà anh có ứng xử không đúng là mình phải nói, mình phải chỉnh. Chứ không phải là em cứ nghe răm rắp mà là đúng đâu nhá. Đôi khi em phải thể hiện cái sự khó chịu của mình, cái sự bất bình của mình, nó thể hiện cái giá trị của mình đấy nhá. Thì bây giờ lời khuyên của chị là không nên tiếp tục với anh này. Vì tiếp tục thì với những cái bản tính như thế thì bọn em không có hạnh phúc. Mà anh ta cũng xin lỗi, anh ta khóc lóc bao nhiêu lần rồi, có phải một lần đâu. Một lần thì chị bảo là sẽ cho cơ hội, nhưng quá nhiều lần như thế rồi nhá. Thì cố gắng, chị biết là cái nỗi đau trong em nó quá lớn, và lại còn ở đất khách quê người nữa. Nhưng chị hy vọng rằng em sẽ bản lĩnh để vượt qua, và chị tin rằng trong tương lai thì sẽ có một người đàn ông tốt hơn và phù hợp với em sẽ xuất hiện, và sẽ làm cho em hạnh phúc và xóa nhòa đi những cái nỗi đau mà em đã từng trải qua nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.